À, cho bên đừng đi restaurant thôi. Đi cho bên đừng. Sao lại là không? Hôm nay hai mẹ con mình đi thư viện. Đây là cái bãi đậu xe của thư viện. Nó đông lắm. Cái bãi từ đậu xe của thư viện nó rộng và nó đông lắm, lúc nào cũng đông hết. Con trai mình đang đi đằng trước. Quay đợi mẹ. Cái chỗ này là cái chỗ trả bút, trả sách. Trả sách. Mở cửa đi vô. Đi đi, đi đi không? Đây. Chỗ này là dành cho nít. Con bé đang đọc truyện. Đây là đang chắc mượn bút.